làm thế nào để sống sót trước một vụ nổ lựu đạn. Lựu đạn nổ sẽ gây sát thương bằng các mảnh vỏ, sóng xung kích hoặc các thành tố sát thương được nhồi nhét vào bên trong như bi sắt, các mảnh kim loại. Liệu con người có cơ may sống sót nào khi đối mặt với một quả lựu đạn sắp nổ hay không? Chắc hẳn không ít lần, mỗi khi xem một bộ phim hành động Hollywood, bạn tự hỏi, nơi nào tốt hơn để tránh một quả lựu đạn sắp nổ? Liệu nhảy xuống nước có an toàn hơn khi ở trên mặt đất hay không? Hôm nay, chúng ta cùng phân tích về khả năng sống sót trong những tình huống cụ thể. Trước tiên, hãy tìm hiểu qua một chút về lựu đạn cầm tay. Loại vũ khí này có cấu tạo không quá là phức tạp, bao gồm vỏ, thuốc nổ và kiếp nổ. Ở trạng thái bình thường, chốt an toàn giữ cái mỏ vịt, không cho mỏ vịt bật lên. Đầu mỏ vịt giữ đuôi kim hỏa ép lò xo lại. Khi rút chốt an toàn, đuôi kim hỏa bật lên đầu mỏ vịt, rời khỏi đuôi kim hỏa, lò xo kim hỏa sẽ bung ra, đẩy kim hỏa chọc vào hạt lửa. Sau đó, hạt lửa đốt cháy thuốc cháy chậm. Khi thuốc cháy, hết phục lửa vào kiếp, làm nổ kiếp nổ lựu đạn. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong khoảng từ 2 đến 6 giây, tạo cho người ném thời gian để ẩn nấp, nhưng đồng thời cũng cho kẻ địch cơ hội để chạy trốn, hoặc thậm chí là nhặt lựu đạn ném ngược trở lại mình. Lựu đạn nổ sẽ gây sát thương bằng các mảnh vỏ, sóng xung kích và các thành tố sát thương được nhồi nhét vào bên trong. Các thí nghiệm cho thấy, nếu ta nằm trên mặt đất, hướng chân về phía tâm nổ từ khoảng cách ít nhất là 5 mét, thì nguy cơ bị trúng mảnh văng giảm đi rõ rệt. Trong khi đó, sức cản dưới nước cao hơn nhiều so với của không khí. Vì vậy, các mảnh lựu đạn và thậm chí là cả đầu đạn cũng không thể đi xa được dưới nước. Tuy nhiên, lựu đạn nổ gây ra sóng xung kích, nó dễ bị tiêu tán trên mặt đất trong không khí, còn khi ở dưới nước thì lại muôn phần nguy hiểm, vì môi trường nước có mật độ dày đặc hơn không khí, sóng xung kích dễ dàng lan truyền với vận tốc lớn và mang năng lượng đó đi xa hơn. Cơ thể chúng ta có thể được xem như là một quả bóng bay, chứa cả không khí, đó là phổi, và chất lỏng, bao gồm máu và nước. Trong thí nghiệm, với những quả bóng bay, các bạn sẽ thấy rõ điều đó. Quả pháo nổ trong không khí đã không làm biến dạng bông bóng bay, nhưng sóng xung kích dưới nước rõ ràng có tác động không nhỏ lên các quả bóng. Dù không quả bóng nào bị ép vỡ, nhưng chúng ta đều có thể tưởng tượng được nếu tim, phổi trong cơ thể của người bị biến dạng đến như vậy, thì hậu quả sẽ nguy hiểm đến thế nào. Điều này có nghĩa rằng, nếu quả lựu đạn phát nổ trong nước mà bạn ở cách đó dưới 5 mét thì chắc chắn là không có cơ hội sống sót rồi. Vậy câu trả lời là gì? Nếu lựu đạn nổ trên cạn, đừng cố gắng làm anh hùng. Hãy nhanh chân tìm nơi trú ẩn hoặc góc khuất, vật che chắn như gầm bàn, cánh cửa mà núp. Còn giả sử như đang ở chỗ trống, thì bạn hãy nằm ngay xuống, hướng chân về phía tâm nổ và cầu cho càng ít mảnh văng vào người thì càng tốt. Nếu may mắn gần đó có bể nước, ao hồ thì càng tốt hơn nữa. Hãy nhanh chân nhảy xuống, nín thở và chờ lựu đạn nổ xong rồi mới ngoi đầu lên. Trong trường hợp bạn và lựu đạn cùng ở dưới nước thì khác, lúc này hãy cố gắng bơi ra càng xa càng tốt, hoặc tìm cách trồi cả người lên mặt nước trước khi nó phát nổ. Okay.